Lời tâm sự, thích cô bạn thân của vợ nên tìm cách rủ đến nhà chơi. Mở cửa, tôi vỡ tim nhìn người xuất hiện. Tôi biết rằng suy nghĩ và tình cảm của mình là sai trái nhưng vẫn không thể ngăn lại được. Đó là tôi đã thích thương cô vợ của bạn tôi. Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm nhưng vẫn chưa sinh con. Vợ tôi năm nay 27 tuổi, cô ấy bảo mình vẫn còn trẻ lắm. Khi nào hay 9-30 rồi mới có con đau lòng. Tôi thì sao cũng được, nhưng bố mẹ thường xuyên giục giã tôi cũng đau hết cả đầu. Ban đầu thì tôi cũng chẳng quá để ý đến thương đâu. Nhưng cách đây nửa năm, kể từ khi vợ chồng tôi mua nhà, thương thường xuyên đến chơi rồi lại ở lại ăn cơm, nên tôi đã phải lòng cô ấy. Tiếp xúc nhiều, tôi nhận ra cô ấy rất duyên dáng, quyến rũ, thông minh và dí dỏm. Thương hiện tại vẫn còn đang sống độc thân, cũng chưa có ai. Tôi nghĩ nhiều hơn đến thương, nhưng lại luôn giữ những suy nghĩ và khao khát thầm kín của mình thật sâu trong lòng, không dám bày tỏ. Mà cũng nói thật, tôi làm gì có dũng khí để mà dám ly hôn vợ rồi công khai theo đuổi cô ấy. Chắc chắn thương cũng chẳng đồng ý, bởi vì cô ấy thiếu gì những người đàn ông theo đuổi. Sao phải yêu tôi rồi mang cái danh cướp chồng của bạn? Tôi và Thương đã định là sẽ không bao giờ đến được với nhau dù tôi có bỏ vợ đi chăng nữa. Nghĩ như thế, thế nên tôi càng giấu chặt những suy nghĩ của mình, chẳng bao giờ dám thể hiện ra ngoài. Hôm vừa rồi tôi đi công tác nửa tháng mới về. Nửa tháng không gặp, tôi chẳng nhớ vợ cho lắm, nhưng lại nhớ Thương vô cùng. Vốn dĩ cũng biết rằng bản thân chẳng có tư cách gì để mà nhắn tin gọi điện hỏi thăm cô ấy cả. Tôi đang đau đầu nghĩ cách hòng gặp có thể gặp được Thương. Cuối tuần vợ tôi về nhà ngoại chơi, tình cờ thế nào cô ấy lại bỏ quên điện thoại ở nhà. Tôi nảy ra ý định hay, lập tức vào danh bạ điện thoại của vợ tìm số Thương, rồi mạo danh vợ nhắn tin cho cô ấy tin thế này: đang ở nhà một mình, đến chơi nhé. Vì tôi thấy hai người họ thỉnh thoảng nhắn với nhau bằng tiếng Anh, thế nên tôi cũng giả giả nhắn nội dung trên bằng tiếng Anh sao cho giống. Nhận được lời đáp ok baby mà tôi hồi hộp vô cùng. Lát nữa Thương đến, tôi sẽ nói rằng vợ tôi có việc đột xuất nên đi ra ngoài, rồi giữ cô ấy lại và hỏi thăm đôi điều. Trò chuyện một lúc chắc không sao đâu, Thương cũng sẽ chẳng nghi ngờ gì cả. Còn tôi thì được ở bên cạnh cô ấy một buổi chiều, ngắm nhìn nụ cười và nghe giọng nói của cô ấy. Khoảng 45 phút sau thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi mỉm cười vui vẻ ra mở cửa. Để rồi khi đứng bên ngoài hiện rõ ràng thì cả tôi và người đó đều phải giật bắn. Bấm chuông là một người đàn ông cũng chẳng xa lạ lắm, chính là người yêu cũ của vợ. Còn Thương, người phụ nữ mà tôi mong ngóng thì chẳng thấy đâu cả. Quan sát thái độ giật mình ngạc nhiên của hắn, rõ ràng hắn không thể ngờ được rằng tôi đang ở nhà và người nhắn tin lại chính là tôi. Vậy thì hắn đang mong vợ tôi ra mở cửa hay sao? Trời ạ, lúc này thì tôi mới nhận ra một sự thật không thể tin nổi. Tôi kéo gã vào nhà rồi lấy máy vợ tìm số Thương nhấn điện thoại gọi. Điện thoại trong túi gã réo vang đã chứng thực cho những suy đoán của tôi. Số điện thoại mà vợ tôi lưu là Thương K50, thực ra lại là số của người yêu cũ. Cô ấy và hắn đã tằng tiệu với nhau từ bao giờ, dùng cách này để liên lạc trắng trợn ngay trước mặt chồng. Lịch sử tin nhắn còn không thèm xóa, khả năng vợ đã dẫn gã trai về nhà hú hí thì mới lập tức chạy đến khi tôi vừa nhắn tin chứ. Lại còn bày trò với nhau, nhắn tin qua lại bằng tiếng Anh để chồng không biết được. Tôi gào lên gọi vợ về nhà rồi hỏi tội. Trước chứng cứ không thể chối cãi, cô ấy đột nhiên cười khẩy: thế còn anh thì sao? Ngoại tình tư tưởng cũng là ngoại tình đấy. Anh đừng có tưởng rằng tôi không biết anh thích con Thương. Tôi xây sầm mặt mày, phụ nữ đúng là quá nhạy cảm. Bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Không ngờ lại phát hiện ra vợ ngoại tình trong một tình huống chéo ngoe tới mức này. Tôi có nên tha thứ cho cô ấy rồi cả hai làm lại từ đầu hay không? Dù sao thì cả hai cũng sai, nên coi như hòa. Theo các bạn thì như thế có được hay không? Lời tâm sự, bạn thân vợ đến chơi, ra về cô ta để lại một thứ khiến gia đình tôi tàn nát. Vợ tôi vốn là một người hiền lành tốt tính, có lúc còn tin người thái quá. Cô ấy cứ vồn vã vui vẻ đến mức ai cũng muốn kết bạn. Điều này khiến tôi vô cùng lo lắng cho vợ. Xã hội bây giờ thiếu gì những người lợi dụng sự dễ dãi của người khác để mà trục lợi.
Biết đâu vợ tôi lại rơi vào cái bẫy của ai đó. Vậy nên chỉ cần vợ nói chuyện lấy tiền đầu tư làm ăn là tôi cản ngay. Cứ nhiều lần như vậy, vợ tôi lại cảm thấy tự ái, nói tôi không tin tưởng cô ấy. Mâu thuẫn tưởng nhỏ lại hóa thành lớn, khiến cho vợ và tôi rạn nứt tình cảm. Nhất là khi mà vợ có một hội bạn thân rất hay tụ tập để nói xấu gia đình chồng, rồi cả chồng nữa, làm tôi không thể nào cảm thấy hài lòng. Có người thân thực sự, nhưng có những người chỉ vì thấy vợ tôi dễ mà muốn có mối quan hệ tốt. Vốn là một người đàn ông cũng thành đạt, có nhiều mối quan hệ, tôi hơi đa nghi những người xung quanh vợ. Các cô bạn thân của vợ tôi luôn cảnh báo không muốn vợ giao du nhiều. Nhưng mà vợ vẫn một mực khăng khăng cho rằng tôi can thiệp quá sâu vào cuộc sống và các mối quan hệ riêng tư bạn bè của cô ấy. Ban đầu vợ ở nhà không đi làm nên hay cà phê chém gió với bạn bè. Lâu dần vợ tôi đâm cáu bẳn muốn đổi nghề. Vợ tôi nghe bạn bè rủ rê nói nhất định phải đi làm văn phòng thì nó mới sang người. Chuyện đó tôi không cấm, tôi rất ủng hộ việc đi làm, mở mang đầu óc, có nhiều thêm các mối quan hệ. Chỉ là trước giờ cô ấy vốn không thích đi làm, chỉ thích ở nhà bán hàng online. Cuộc sống có nhiều mối quan hệ, được giao du sẽ tốt hơn là việc chỉ ở nhà chăm chăm vào bếp núc. Nếu như cần, tôi sẵn sàng thuê người giúp việc phụ cô ấy việc nhà và cơm nước. Những tưởng như vậy vợ tôi sẽ thay đổi tư tưởng, nhưng ngày nào cũng như ngày nào. Vợ tôi bắt đầu lao vào múc mối quan hệ một cách quá đà. Có bạn bè dù đi chơi là vợ lập tức đi ngay, không cần biết chồng con ăn gì. Cô ấy luôn phân biệt chuyện chồng sướng, vợ khổ, rồi yêu cầu chồng phải ở nhà mà chăm con để mình có thời gian bên bạn bè. Thấy vợ làm căng quá nên tôi cũng bỏ qua. Nhưng thực sự tôi rất khó chịu, vì mỗi lần về nhà, vợ lại mang cái câu chuyện của chồng chị này, chồng em nọ ra để so sánh rồi chê bai chồng. Trong mắt thiên hạ, tôi là một người chồng tốt. Bản thân cũng thấy mình quá ổn, vì đi làm cũng kiếm ra tiền, biết giúp vợ việc nhà và trông con. Tôi không bao giờ tính toán tiền nong với vợ. Vợ vốn thích tiêu gì thì tiêu. Nhưng việc vợ chơi bời với mấy người không được tích cực khiến cho tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay vợ chồng tôi cãi nhau nảy lửa vì tôi cấm vợ chơi với cô bạn thân từ thời cấp 3. Vợ tôi khen cô ta tốt nhưng tôi thì không thấy như vậy. Tôi cảm nhận đó là một người phụ nữ không đứng đắn và có mục đích xấu. Thực tế cô ta đã nhiều lần đến nhà chơi và nhìn tôi bằng ánh mắt đong đưa. Tôi rất ái ngại. Chỉ là tôi không muốn nói với vợ vì sợ vợ phiền lòng. Và lại đó cũng chỉ là suy đoán một phần của phía tôi. Hôm nay cô ta chủ động nhắn tin mời tôi đi uống cà phê với lý do là tư vấn hộ việc bất động sản. Tuy nhiên việc này lại không thông qua vợ tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy ái ngại. Tôi cũng chỉ nhẹ nhàng từ chối thì cô ta nhắn lại một cách rất ậm ờ. Lần đó là sinh nhật của vợ tôi nên tôi mời rất đông bạn bè. Có cả bạn của cô ấy và đương nhiên có cô bạn thân này. Cơm nước xong xuôi, vợ ở mải mê tiếp khách rồi tiễn các bạn bè ra về. Vào giường ngủ vì đã quá mệt, có một chút rượu nên vợ đã không giữ được mình. Sáng hôm sau tôi thấy vợ khóc bù lu bù loa trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Cô ấy bảo nhặt được cái áo lót của cô bạn thân. Chỉ cần nhìn thôi là biết vì chính tay cô ấy đi chọn cùng với bạn thân. Tôi tá hỏa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra vợ tôi cũng đã nghi ngờ mối quan hệ chồng của cô bạn thân này. Vợ đổ tội cho tôi ngoại tình. Chưa kịp phân bua, cô ấy đã ngồi khóc lóc thảm thiết. Tôi cũng không hiểu cô bạn thân của vợ bỏ lại chiếc áo đấy lúc nào và cô ta làm vậy vì mục đích gì. Chợt nhớ lại chuyện cũ, tôi nghi cô ta vì muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình nên cố tình làm việc đó. Thật may là tôi đã gắn rất nhiều camera trong nhà mà vợ tôi không biết. Lập tức check camera, tôi đứng hình khi thấy cô bạn thân của vợ lén lút vào phòng ngủ của vợ chồng tôi rồi cởi đồ. Cô ta mang chiếc áo lót với một khuôn mặt khó ưa, đút ở một nơi hớ hênh để dễ dàng mọi người có thể nhìn thấy. Lúc này vợ tôi mới tá hỏa. Thì ra bạn thân mà cô coi trọng lại là một người đàn bà như vậy. Nhân tiện tôi cho vợ xem mấy tin nhắn cô ta vốn ớm ở với tôi trước nay. Cũng từ hôm đó vợ tôi không còn giao du với mấy người hay nói xấu chồng và nhà chồng nữa. Vợ cũng cắt luôn các cuộc hẹn cà phê. Tất nhiên vốn dĩ tôi không bao giờ muốn cấm vợ chơi bời, tụ tập. Càng muốn vợ phát triển những mối quan hệ của mình. Chỉ là mong vợ biết chọn bạn mà chơi. Trong cuộc lần này rất may có những chiếc camera đã cứu lấy cuộc đời tôi.
Còn nếu không, tôi không biết hậu quả rồi sẽ đi đến đâu nữa. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.